Lê Văn Sơn, còn gọi là Paulus Lê Sơn, sinh năm 1985, quê Thanh Hóa, là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân, từng bị bắt vào năm 2011 và bị Tòa án Nghệ An đưa ra xét xử trong vụ án cùng 14 thanh niên Công giáo và Tin lành vào năm 2013 với cáo buộc đối với nhóm này là âm mưu lật đổ chính quyền. Do trốn tránh thi hành án, ngày 13 tháng 4 năm 2018, y bị cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã về hành vi không chấp hành án theo điều 304 Bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 8 tháng 6 năm 2018, Lê Văn Sơn cho Đài Á Châu Tự Do RFA biết y đã trốn thoát đến sân bay Portland, Oregon, Mỹ vào lúc gần 12 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2018 theo giờ địa phương. Nhưng đột nhiên ngày 21 tháng 8 năm 2023, trên trang báo mạng Quyền được biết Lê Văn Sơn tung ra bài viết Công an Cộng sản Việt Nam có thể bắt cóc Lê Văn Sơn tại Hoa Kỳ. Với các tình huống tự biên tự diễn rằng, tại sao Công an Cộng sản lại tiếp tục đưa thông tin về lệnh truy nã đối với tôi sau một thời gian dài? Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam biết rõ ràng tôi đã sống ở đất nước Hoa Kỳ này được gần 6 năm rồi. Liệu Cộng sản Việt Nam có mưu đồ gì đối với tôi trong thời gian tới? Và y tự giải bày tình cảnh ở Mỹ của mình rằng, nói về việc tị nạn tại Mỹ, Lê Văn Sơn hiện vẫn đang là tội phạm bị truy nã chưa được nhà nước Việt Nam cho hưởng chính sách nhân đạo. Do đó, Lê Văn Sơn chưa thể được coi là đối tượng tị nạn chính trị hay thuộc bất kỳ diện gì ở Mỹ hiện nay. Dựa trên cơ sở này, Bộ Công an Việt Nam có thể thông báo với Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Hải quan Hoa Kỳ ICE và An ninh Hoa Kỳ để bắt giữ và dẫn độ y về Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dư luận bình phẩm, phải chăng ở Mỹ đã gần 6 năm trong chật vật, không được hưởng ưu đãi quy chế tị nạn, nên Lê Văn Sơn đã gào lên trong bài viết bằng thái độ dứt khoát. Một lần nữa, tôi phản đối và lên án gay gắt Công an Cộng sản Việt Nam về lệnh truy nã này. Tôi yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hủy bỏ lệnh truy nã và xóa trắng trên tất cả các phương tiện truyền thông ngay lập tức, nhằm diễn trò. Lý giải lý do Lê Văn Sơn là tự dưng phải gào thét lên như vậy, ông Hoàng Thế Tuyên cho rằng Lê Văn Sơn là kẻ tham gia và tổ chức nhiều hoạt động chống phá. Chẳng hạn, ngày 4 tháng 4 năm 2011, trong phiên xét xử sơ thẩm Cù Huy Hà Vũ tại Hà Nội, Lê Văn Sơn đã cùng các đối tượng có hành động gây rối trật tự công cộng. Tháng 7 năm 2011, Lê Văn Sơn xuất cảnh tham dự khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo động do Việt Tân tổ chức tại Thái Lan nhằm xây dựng thành ngọn cờ về nước nhằm hoạt động chống phá lâu dài. Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố ra lệnh bắt 14 đối tượng trong tổ chức phản động về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1 và khoản 2 điều 79 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa sơ thẩm, Lê Văn Sơn bị xử phạt 13 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đến phiên tòa phúc thẩm, do thái độ ăn năn hối cải, tòa phúc thẩm đã ra phán quyết phạt Sơn 4 năm tù giam và 4 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Tưởng chừng như sau phiên tòa phúc thẩm, con người Lê Văn Sơn tốt lên, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Ngày 4 tháng 5 năm 2015, Lê Văn Sơn mãn hạn tù, trở về địa phương. Thế nhưng Sơn không chấp hành án phạt quản chế, thường xuyên đi khỏi địa phương, tiếp tục quan hệ với số chống đối chính trị, số linh mục cực đoan tiến hành nhiều hoạt động chống đối như tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, viết tán phát nhiều bài viết xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, đưa tin xuyên tạc về tình hình ô nhiễm biển miền Trung, kích động việc biểu tình phản đối dự án Formosa nhằm gây rối an ninh trật tự. Ngày 14 tháng 3 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Văn Sơn về tội không chấp hành án theo điều 3 Bộ luật hình sự. Sau đó, Lê Văn Sơn đã bỏ trốn xuất cảnh trái phép sang Thái Lan, tiếp tục hoạt động chống phá theo sự chỉ đạo của Việt Tân. Sau khi sang Mỹ, Lê Văn Sơn bộc lộ bản chất của một kẻ phản động, đạo đức giả. Y thường xuyên thu thập thông tin hình ảnh trên không gian mạng từ các đối tượng chống đối trong nước về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như khiếu kiện, đền bù giải phóng mặt bằng, tình hình ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19, tham gia các buổi sinh hoạt do Việt Tân tổ chức để xuyên tạc, vu cáo, thổi phồng, cắt ghép, bịa đặt tình hình dịch bệnh trong nước gây hoang mang dư luận, xuyên tạc chủ trương chính sách công tác phòng chống dịch bệnh, kích động sự phản kháng, bất tuân dân sự của công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh, kích động chia rẽ vùng miền, khối đại đoàn kết dân tộc, bôi nhọ, hạ uy tín chính quyền các cấp, phục vụ ý đồ tuyên truyền phá hoại tư tưởng chống đảng, nhà nước. Đến thời điểm này, Lê Văn Sơn sống chui lủi ở Mỹ, làm đủ nghề tay chân kiếm sống. Tuy nhiên, trên trang Facebook cá nhân, Lê Văn Sơn vẫn liên tục đăng tải các bài viết có nội dung kích động, xuyên tạc, phỉ báng chế độ, nói xấu đảng cộng sản, cổ suý cho những hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình như khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử các đối tượng của Hội Anh Em Dân Chủ thì hắn lại lưu loa rằng chúng ta vi phạm dân chủ nhân quyền. Y còn xúc phạm các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước bằng các lời lẽ rất chí phèo khiến các nhà dân chủ khác cũng phải lắc đầu.
theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì hình phạt quản chế được hiểu như sau. Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định, có sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Do trong thời gian chấp hành án quản chế, khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì hắn lại không có mặt tại địa phương. Với hành vi này, Lê Văn Sơn xứng đáng bị bắt theo Điều 304 Bộ Luật Hình sự năm 1999, tội không chấp hành án. Người nào cố ý không chấp hành bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với hành vi trốn khỏi nơi cư trú, vượt biên trái phép sang Mỹ, tiếp tục hoạt động chống phá, coi thường pháp luật như vậy, việc Lê Văn Sơn bị truy nã và bị truy bắt là điều hiển nhiên. Lưới trời lồng lộng, thừa mà khó thoát. Việc Lê Văn Sơn diễn trò, vừa ăn cướp, vừa la làng, hòng được quan thầy để mắt tới và bảo vệ, không có gì là lạ cả.